Câu chuyện trí huệ Phật giáo. Thiền sư Phục Hổ. Tương truyền ở quá khứ, Phật Nhiên Đăng vì để độ khắp chúng sanh đã tiếp tục phát nguyện từ bi cứu độ. Ngài đã từng giáng sinh ở Tuyền Châu, tỉnh Mân Nam, vào đời nhà Tống, tục danh là Trịnh, pháp danh là Tự Nghiêm, đạo hạnh uyên thâm, thiên liêng lạ lùng. Người đời sau tôn ngài là Cổ Phật Định Quang. Vào năm ấy, pháp sư Định Nghiêm dân du đến Đinh Châu phủ, huyện Vũ Bình. Chỗ này tốt rồi. Ta nghe như vậy, có một thời Đức Phật ăn trú tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng với 1250 vị đại tiểu khưu và tăng chúng, đều là các vị đại A-la-hán mà mọi người đều biết đến. Trưởng lão Sa Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên, Maha Câu Hy La, Li Bà Đa, Châu Lỗi Bà Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La. Anh bạn trẻ, việc gì mà hoảng sợ như vậy? Vừa rồi. Đừng vội, từ từ mà nói. Con nhìn thấy một con hổ. Con hổ à? Đúng vậy, trong núi này có một con mãnh hổ đã cắn chết và cắn nhiều người bị thương rồi. Ồ, ngươi đã biết trên núi có mãnh hổ, vậy thì tại sao lại lên núi? Mẹ tôi bị bệnh nên tôi phải lên núi hái thuốc. Lòng hiếu thảo của cậu thật là đáng quý. Cậu ngồi đó nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi xem con mãnh hổ đó coi thế nào. Pháp sư đừng đi. Hả? Tại sao? Sao tôi bị mãnh hổ ăn thịt trà? Đúng vậy, không dối gì pháp sư. Trước đây con phủ đã treo thưởng mấy ngày, nhưng mà thật sự chẳng có ích gì. Đành phải mời một vị pháp sư lập đàn thu phục. Chẳng ngờ đâu chưa kịp lập đàn thì vị pháp sư đó bị con mãnh hổ dọa chạy mất rồi. Từ đó chẳng ai dám lên núi nữa. Như vậy ta càng phải đi gặp con hổ đó. Cậu chờ ở đây đi, tuyệt đối không được hành động tùy tiện. Súc sanh, đừng có vô lễ. Ác nghiệp kiếp trước của nhà ngươi vẫn chưa được tiêu trừ, nên kiếp này đọa làm sanh cầm thú. Đừng tạo sát nghiệp hại người nữa. Gần đây mấy con bò con dê ở thôn làng dưới núi đã bị nó làm bị thương rồi. Người nông dân không thể nhìn được nữa, đang bàn cái liên kết với các thanh niên trai tráng trong thôn làng này, định là ngày mai lên núi đánh hổ. Như vậy đi, ngươi về chuyển lời với nông dân, cho ta thêm một thời gian nữa. Ta bảo đảm mãnh hổ sẽ không xuống núi sát hại súc sanh nữa. Dạ được. Hổ ơi là hổ, nếu hôm nay mà ngươi không xuất hiện, ngày mai có thể là sẽ gặp nạn rồi. Tại sao ngươi làm hại con người vậy? Mấy người mà tôi sát hại đều là hạng bất trung bất hiếu, không có việc ác nào mà không làm. Vậy tại sao ngươi sát hại súc sinh? Mấy con súc sinh đó đều là những người kiếp trước có mối thâm thù đại hận với tôi. Kiếp này luôn hồi làm thức ăn trong miệng của tôi, đó cũng là báo ứng. Nếu như hỏi nhân của kiếp trước thì sẽ là người nhận của kiếp này. Nếu như hỏi quả kiếp sau thì sẽ là người làm kiếp này. Oan oan tương báo, đến lúc nào mới hết? Sao ngươi không dứt bỏ hận thù, theo ta tu hành, thoát được nỗi khổ của lục đạo luân hồi? Sau khi mệnh chung, nhất định sẽ không còn đọa lạc vào trong đường súc sanh nữa, được Phật lực gia bị, giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sanh vào đường tốt, có thể tu hành Phật Pháp. Oh.
mạnh hổ. Ngươi nghe kỹ đây, kiếp này ngươi đọa vào ác đạo, rất là đau khổ. Tất cả đều là do ác nghiệp dẫn đến. Bây giờ ta sẽ truyền thụ tam quy y cho ngươi, để ngươi chính thức trở thành đệ tử của Phật. Những ác nghiệp mà ngươi đã tạo trước đây, tất cả đều do tham sân si phát sinh từ thân miệng ý ngữ mà ra. Hôm nay đối trước Phật mà sám hối. Bây giờ ta sẽ truyền thụ tam quy y cho ngươi, nguyện cho thân ngươi thoát khỏi tội ác. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngã quỷ, quy y Tăng không đọa bạc sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả pháp giới và chúng sanh, đồng phát tâm bồ đề, giảng sanh cực lạc quốc. Được rồi, ngươi đã trở thành đệ tử của Phật rồi. Theo ta niệm Phật tu hành, thoát ly nỗi khổ của lục đạo luân hồi. Nước đó thường có các loại chim nhiều màu sắc kỳ lạ như là bạch điểu, khổng tước anh vũ, sa lợi, ca lăng tần già và con mãng. Các loại chim đó ngày đêm sáu thời phát ra âm thanh hòa nhã. Các chúng sanh ở nước đó khi nghe thấy những âm thanh đó thì lập tức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sa lợi Phật, những con chim đó không phải sinh ra từ các tội báo, cho nên nước Phật đó không có ba đường ác. Cổ Phật dùng từ bi làm tình thương, vì mãnh hổ mà thuyết pháp cho nên có hiệu là Phục Hổ Thiền Sư. Trí tuệ của Như Lai không chỗ nào là không có. Vì đâu? Không có chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí tuệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng, điên đảo chấp trước mà không chứng đắc. Nếu xa rời vọng tưởng, tất cả trí, tự nhiên trí, vô ngại trí thì được hiện tiền, chứng đắc vô lượng trí huệ của Như Lai, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.